Dương Hoàng Yến khoe giọng khủng khi hát Tay Trái Chỉ Trăng, giảng viên Thanh Nhà Có Khác. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại tiết mục trình diễn của Dương Hoàng Yến tại một sân khấu ca nhạc. Theo đó, nữ ca sĩ đã thể hiện ca khúc Tay Trái Chỉ Trăng, bản nhạc phim của Hương Mật Tựa Khói Sương, với giọng hát của Tát Đình Đình. Ca khúc này đã trở nên vô cùng đình đám, không chỉ ở tại Trung Quốc mà đông đảo khán giả tại Việt Nam cũng rất yêu thích bài hát này. Xuất hiện trước đông đảo khán giả với bộ váy nền nã, dịu dàng, thế nhưng giọng hát của Dương Hoàng Yến lại chẳng thể xem thường. Vốn là một nữ ca sĩ được đánh giá cao về thực lực, tại thị trường nhạc Việt hiện nay, Dương Hoàng Yến khiến khán giả có mặt không khỏi trầm trồ trước những nốt trầm dày dặn, rõ lời, cùng những nốt cao vô cùng chất lượng. Bên dưới đoạn clip được chia sẻ, cộng đồng mạng đã không khỏi tấm tắc trước chất giọng khủng đầy chất lượng của Dương Hoàng Yến. Tay Trái Chỉ Trăng đã từng được một vài nữ ca sĩ khác thể hiện như Nam Em, Hà Nhi, nhưng phải đến bản cover của Dương Hoàng Yến, người nghe mới có thể cảm nhận được hết cảm xúc trong bài, cũng như những kỹ thuật thanh nhạc được cài cắm trong ca khúc. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ cũng từng gây bão mạng xã hội khi trổ tài thể hiện ca khúc này của Tát Đình Đình tại một quán nhậu bình dân, chỉ với chiếc micro cùng loa kẹo kéo. Thế nhưng Dương Hoàng Yến đã phô diễn trọn vẹn được chất giọng khủng của mình. Màn cover đầy ngẫu hứng, nhưng cực chất lượng của Dương Hoàng Yến đã nhanh chóng mang về hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Là một nữ ca sĩ sở hữu giọng hát soprano rất đặc biệt trong làng nhạc Việt, Dương Hoàng Yến được nhiều khán giả biết đến. Với giọng hát hay và đầy tài năng, nữ ca sĩ cũng chính là chủ nhân của nhiều bản hit, làm mưa làm gió thị trường âm nhạc thời gian qua, như Tự Nắm Tay Mình, Không Phải Em Đúng Không, Em Một Mình Quen Rồi. Cho đến nay, Dương Hoàng Yến cũng đã có một sự nghiệp vững chắc, theo đúng đam mê của mình. Được biết, Dương Hoàng Yến từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi thi đỗ thủ khoa vào khoa thanh nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và hiện đang là giảng viên thanh nhạc. Hậu ồn ào với Nam Em, bài công khanh rạng rỡ xuất hiện tại ngày vui của một nữ ca sĩ. Chiều ngày 12 tháng 4, họp báo ra mắt MV Về Với Em của Võ Hạ Trâm đã chính thức được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Là sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu, hoành tráng, buổi họp báo ra mắt sản phẩm lần này của Võ Hạ Trâm đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ phía báo giới. Xuất hiện tại buổi ra mắt, Võ Hạ Trâm gây ấn tượng với khán giả khi diện trang phục truyền thống của người Ấn cùng nhan sắc mặn mà kiều diễm. Ngay từ sớm, rất đông bạn bè, đồng nghiệp của Võ Hạ Trâm đã đến chúc mừng ngày vui của nữ ca sĩ, là một trong số khách mời nhận được nhiều sự chú ý ngay từ khi xuất hiện. Bạch Công Khanh thu hút sự quan tâm từ cánh truyền thông khi diện vest bảnh bao, lịch lãm, cùng chiếc kính râm che mặt. Sự có mặt của Bạch Công Khanh tại buổi họp báo đã nhanh chóng chiếm spotlight, bởi đây cũng là lần hiếm hoi Bạch Công Khanh xuất hiện tại họp báo của một nữ ca sĩ khác sau ồn ào rạn nứt với Nam Em cách đây không lâu. Trở lại với sản phẩm mới nhất của Võ Hạ Trâm, Về Với Em là sản phẩm đầu tiên nằm trong The Love Journey, dự án âm nhạc Việt Ấn, gồm 3 bài hát mà nữ ca sĩ sẽ phát hành trong năm 2023. Ca khúc đã chính thức lên kệ trên mọi nền tảng vào tối ngày 12 tháng 4. The Love Journey không đơn thuần chỉ là tình yêu mà Võ Hạ Trâm dành cho Vicas, mà còn là tình yêu dành cho gia đình, quê hương ông xã. Chính tình yêu đó đã là động lực để nữ ca sĩ thực hiện dự án Việt Ấn lần này với mục đích giao thoa, tạo nên sự gắn kết giữa hai nền văn hóa của hai quốc gia. Hơn 20 năm trong nghề, Võ Hạ Trâm từ lâu đã luôn được khán giả nhớ đến là một nghệ sĩ thực lực và chưa bao giờ vướng vào scandal. Các sản phẩm của cô luôn được thực hiện chỉn chu, cho thấy sự nghiêm túc tuyệt đối của nữ ca sĩ đối với âm nhạc. Lần trở lại này, Võ Hạ Trâm đã và đang hết mình chuẩn bị cho từng chi tiết nhỏ nhất để đem lại những sản phẩm chất lượng, xứng đáng với sự chờ đợi của khán giả trong suốt thời gian qua. Xuân Lan bị tố trục lợi từ đám tang cố đạo diễn Vũ Minh, chính chủ tung bằng chứng đáp trả ngược. Cách đây vài ngày, siêu mẫu Xuân Lan khiến cõi mạng xót xa khi chia sẻ hình ảnh phần mộ cố đạo diễn Vũ Minh bị phá hoại nghiêm trọng, trời cao có thấu. Có những khuất tất khi anh tôi nằm viện và mất đi đã diễn ra, tôi vì anh tôi mà im lặng, nhưng đến giờ có nên, bằng chứng và người làm chứng, tôi còn đủ. Xuân Lan bức xúc viết, theo thông tin cùng đoạn chụp màn hình tin nhắn do nữ siêu mẫu chia sẻ, mộ phần của Vũ Minh đã được di rời về nhà cốt gia tộc của gia đình một bầu sâu nổi tiếng. Đến khuya ngày 10 tháng 4, Xuân Lan đăng tải bài viết dài, được cho là một lần nói hết về chuyện cô bị hạ bệ uy tín, ảnh hưởng danh dự trầm trọng thời gian qua liên quan đến đám tang cố đạo diễn Vũ Minh. Theo Xuân Lan, bầu sâu đã đề cập ở trên, đi kể với nhiều người rằng cô tổ chức đám tang cho Vũ Minh để trục lợi cá nhân, người này còn loan tin Xuân Lan làm giả tin nhắn trang chối của cố đạo diễn từ bệnh viện, dựng hiện trường giả ông mất với mục đích chiếm đoạt tài sản. Trước những thông tin bịa đặt, vô căn cứ,
nữ siêu mẫu phản ứng rất gắt, tố ngược và khẳng định đang nắm giữ bằng chứng vị bầu sâu trên là người cầm hết tiền quyên góp và tiền phúng viếng. Đặc biệt đến nay, số tiền đó vẫn chưa được công khai. Đời này kiếp này, tôi sẽ làm sạch công đạo cho bản thân tôi. Ai nói tôi lừa đảo cấp tiền thì bước ra đây. Tôi mời công an và luật sư vào cuộc, kiện tội vu khống, Xuân Lan thẳng thắn. Xôn xao hình ảnh Puka chăm sóc tỉ mỉ cho Gin Tuấn Kiệt ở chốn đông người. Puka được nhiều khán giả mến mộ bởi khả năng diễn xuất cùng khả năng giao tiếp linh hoạt, duyên dáng ở nhiều chương trình truyền hình thực tế. Bên cạnh đó, Puka từng không ít lần vướng nghi vấn đang hẹn hò với Gin Tuấn Kiệt trong vài năm gần đây. Tuy nhiên đứng trước tin đồn này, cả hai đều giữ im lặng. Mới đây, trên nền tảng TikTok, cư dân mạng đã lan truyền đoạn video được cho là Puka chăm sóc tỉ mỉ Gin Tuấn Kiệt tại một sân bóng. Trong đoạn video, dễ dàng nhận thấy có một cô gái đeo kính râm, bịt khẩu trang kín mặt, liên tục có cử chỉ săn sóc, để tâm đến nam ca sĩ. Bên cạnh đó, chủ nhân đăng tải video này khẳng định cô gái ở bên cạnh Gin Tuấn Kiệt chính là Puka. Ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ của Puka và Gin Tuấn Kiệt đang được nhiều khán giả quan tâm. Puka từng cho biết, trước kia cô luôn mong muốn về việc đám cưới, nhưng bây giờ cô lại quan niệm sao cũng được chỉ cần bản thân vui. Nói về hình mẫu bạn trai, Puka từng chia sẻ, vì đặc thù công việc, tôi tiếp xúc với rất nhiều bạn diễn nam, nếu bạn trai không hiểu, sẽ dễ dẫn ghen tuông. Mẫu bạn trai của tôi là người đàn ông chững chạc, trưởng thành, không quan trọng tuổi tác. Hiện tại, cư dân mạng đều bày tỏ sự thích thú trước đoạn video được cho là Puka chăm sóc Gin Tuấn Kiệt tại chốn đông người. Dù chưa rõ danh tính thật của cô gái ở bên cạnh nam ca sĩ, tuy nhiên, đa số người hâm mộ cho rằng người này chính là Puka. Anh Gin sướng quá, đi đá bóng được chị Pu chăm sóc kìa, cái chán với cái vóc dáng đó là bà chứ ai nữa trời. Ôi thích, nhìn Gin Pu tình cảm quá, cứ như vậy nha, Gin Pu dễ thương. Khán giả đảo điên trước ca khúc mới của Mỹ Tâm, chưa ra mắt nhưng đã viral dần dần. Sau khi bộ phim tài liệu Người Giữ Thời Gian được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc, Mỹ Tâm đã dành phần lớn thời gian để thực hiện chuỗi Sinner Tour để gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả khắp mọi nơi. Đây cũng là lần hiếm hoi, nữ ca sĩ được trò chuyện cùng người hâm mộ ở cự ly gần. Rất nhiều câu chuyện vui buồn được fan chia sẻ cùng Mỹ Tâm. Đặc biệt, bên cạnh những phần cảnh phim được khán giả bàn tán vô cùng xôn xao, thì một bài hát được nữ ca sĩ thể hiện trong Người Giữ Thời Gian cũng được rất đông khán giả dành sự yêu mến. Mới đây, trên trang fanpage của mình, Mỹ Tâm đã đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại màn trình diễn của ca khúc này trong live show tri âm cách đây không lâu. Theo đó, ca khúc này có tựa đề The Light và đang được người hâm mộ tích cực truy tìm về thông tin của bài hát khá bí ẩn này. The Light là một ca khúc mới và từng được Mỹ Tâm trình diễn trong show tri âm. Với giai điệu mạnh mẽ cùng giọng hát live ấn tượng, ca khúc này đã nhanh chóng để lại cho người xem nhiều ấn tượng và cũng được người hâm mộ liên tục yêu cầu hát lại khi có dịp giao lưu với Mỹ Tâm. Điển hình như trong mỗi lần Mỹ Tâm ghé thăm một rạp phim nào đó trong chuỗi Sinner Tour của mình, khán giả đều yêu cầu nữ ca sĩ hát chay bài hát này để gửi tặng đến tất cả mọi người, chiều lòng người hâm mộ. Mỹ Tâm cũng đã nhiều lần thể hiện ca khúc này mỗi khi gặp gỡ khán giả, khi xem phim Người Giữ Thời Gian. Với sự yêu mến mạnh mẽ của khán giả dành cho The Light như thế, biết đâu trong tương lai, Mỹ Tâm sẽ phát hành bản audio cũng như MV chính thức cho bài hát này thì sao? Và nếu đúng là sự thật, đây sẽ là món quà đặc biệt mà Mỹ Tâm gửi tặng đến người hâm mộ khi bộ phim Người Giữ Thời Gian đang lập nên nhiều thành tích ấn tượng. Hành động gần nhất của Quách Ngọc Ngoan trước khi thông báo vỡ nợ. Suốt nhiều ngày qua, cái tên Quách Ngọc Ngoan đang trở thành từ khóa hot nhất nhì trên các diễn đàn mạng xã hội sau khi nam diễn viên thông báo chuyện vỡ nợ trước truyền thông. Câu chuyện này vỡ lở đã khiến từng động thái của nam diễn viên rơi vào tầm ngắm của cộng đồng mạng. Cụ thể, tính từ ngày 10 tháng 4 công khai vỡ nợ, dân tình phát hiện Quách Ngọc Ngoan hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội trong hơn 4 tháng liền. Hai bài đăng gần nhất được tìm thấy trên trang cá nhân của nam diễn viên, rơi vào ngày 10 tháng 10 năm 2022. Đúng vào ngày này, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ liên tiếp hai video ghi lại khoảnh khắc đưa con gái về thăm chú ba và ông bà nội. Sau đó, nam diễn viên dường như không đăng tải gì thêm, mà chỉ được gắn thẻ vào những bài viết đến từ đồng nghiệp. Không những vậy, Quách Ngọc Ngoan trong thời gian gần đây không xuất hiện nhiều trên màn ảnh hay các sự kiện giải trí, dù đang ở khoảng thời gian thăng hoa của sự nghiệp. Trước đó, nam diễn viên ghi dấu ấn ở cả điện ảnh lẫn truyền hình qua loạt tác phẩm ăn khách như Cuộc Chiến Hoa Hồng, Long Thành Cầm Giả Ca, Cát Nóng, Tỷ Phú Chăn Vịt, Người Bất Tử. Về phần đời tư, Quách Ngọc Ngoan từng có khoảng thời gian mặn nồng trong vòng 3 năm với diễn viên Lê Phương,
Cặp đôi chính thức đường ai nấy đi vào năm 2015, trong sự tức nuối của đông đảo người hâm mộ. Thời gian sau đó, Quách Lọc Ngoan công khai hẹn hò với doanh nhân Phượng Chanel và có một con chung, song chuyện tình này cũng đứt gánh giữa đường. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.